Xin chào tất cả các bạn, mình là Huyền Cơ, mình là sinh viên cao 47 ngành luật chất lượng cao tăng cường tiếng Anh của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đến với video ngày hôm nay, mình đã đặc biệt mời đến cho các bạn một chị đến từ lớp AOF 46. Chị là sinh viên của lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp, và buổi trò chuyện ngày hôm nay chị sẽ trò chuyện và tư vấn cho chúng mình những cái kinh nghiệm cũng như là những cái tip để mà học tiếng Pháp hiệu quả nhất. Xin chào chị. Đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chị có cảm xúc như thế nào? Cảm ơn câu hỏi của em. Thì đầu tiên chị xin chào các bạn đã theo dõi clip nha. Như Huyền Cơ đã giới thiệu thì chị là sinh viên của lớp AOF, cụ thể là AOF 46. Và hiện chị cũng là sinh viên năm 2, đã theo học được là 2 năm rồi. Đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay, chị cảm thấy rất là vinh dự khi được Huyền Cơ mời làm khách mời trong số video lần này. Và chị mong là những cái thông tin mà chị chia sẻ cho Huyền Cơ cũng như là cho các bạn đang theo dõi video sẽ là những cái thông tin hữu ích, giúp cho đặc biệt là những cái bạn mà đang tìm hiểu về trường đại học luật sẽ biết thêm sẽ là trường chúng ta sẽ đào tạo một cái chuyên ngành là luật dân sự thương mại quốc tế tăng cường tiếng Pháp, và trong đó có những cái thú vị nào thì ngay sau đây xin mời các bạn hãy cùng chị em mình tìm hiểu nha. Theo em tìm hiểu thì tiếng Pháp là một ngôn ngữ khá là mới mẻ đối với các bạn học sinh. Vậy thì nguyên nhân từ đâu mà chị biết đến tiếng Pháp và chọn học lớp tăng cường tiếng Pháp tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ạ? Rồi, cảm ơn câu hỏi của em. Thiệt sự là nguyên nhân mà chị biết đến tiếng Pháp là một cái gọi là quyết định ở phút 90 á. Đây là một cái câu chuyện mà chị kể ra, chị nghĩ là sẽ nhiều bạn gọi là được chia sẻ, được đồng cảm. Tại vì chị xuất thân là một đứa không biết tiếng Pháp. Cái năm đó là cái năm dịch nữa, là mọi thứ đều diễn ra online hết, kể cả cái tuần sinh hoạt công dân. Cái tuần sinh hoạt công dân thì trong tuần đó các em sẽ được thầy cô phổ biến về quy chế nè, rồi về điểm, rồi giới thiệu về trường, về các khóa học các thứ. Thì cái tuần đó chắc chắn học online thì các em cũng biết rồi đó, nó sẽ rất là buồn ngủ và nó còn diễn ra buổi sáng nữa. Chị nghĩ mà nếu bây giờ, hôm đó chị còn nhớ là thứ hai sáng mà chị không dậy để chị nghe cái buổi sinh hoạt ngày hôm đó thì chị hôm nay không ngồi đây để tâm sự với, chia sẻ với em cũng như các bạn. Thì thứ hai hôm đó là thầy cô vào giới thiệu về lớp AOF, thầy cô cũng như là tư vấn giải đáp thắc mắc cho các bạn, mà hôm đó cũng là ngày cuối cùng để cho các bạn nào có nguyện vọng đăng ký sang cái chương trình chất lượng cao, đặc biệt là tăng cường tiếng Pháp. Thì chị cũng ngồi chị nghe, tại vì lúc đầu là chị quyết định là chị sẽ học hệ đại trà để chị có thể ở chung với bạn chị, nhưng mà bạn chị chắc nó cũng xui, nên là sau khi mà chị nghe tư vấn rồi thì chị đã suy nghĩ rất là nhanh, bắt buộc phải nhanh, tại vì trong buổi chiều hôm đó là sẽ chốt đơn, không có được nộp hồ sơ nữa. Và đó là cái cơ duyên để chị biết đến tiếng Pháp, là nó rất là, chị nghĩ là cái gì đến với mình cũng là cái duyên á, nên là chị sẽ đón nhận nó và đồng hành đến bây giờ. Và chị cảm thấy là quyết định của chị lúc đó là một quyết định đúng đắn. Và chị nghĩ là những cái lý do chính á mà chị đưa ra cái quyết định là, thứ nhất, chị thấy là chị muốn trang bị, muốn đầu tư cho bản thân mình một cái ngôn ngữ mới. Tại vì Huyền Cơ cũng như các bạn biết đó, tiếng Anh bây giờ đã được, hầu như mọi người đã ngầm định nó là một cái ngôn ngữ mà bắt buộc các bạn trẻ, đặc biệt là đối tượng trẻ, chúng ta phải biết rồi. Phải đến 80-90% phải người ta gọi là thông thạo tiếng Anh thì mới có thể sống trong một cái thời đại 4.0, sắp tới 5.0, mọi thứ luôn phát triển, thì chúng ta không thể nào ngừng lại được. Nếu không thì sẽ bị bỏ lại. Nên là chị nghĩ là ít nhất bây giờ bản thân mình phải có ít nhất là hai ngoại ngữ đi, tiếng Anh và một cái tiếng nào đó, để chúng ta có thể làm đẹp cho CV, tạo cách ấn tượng cho nhà đầu tư sau này, mở rộng ra cái cơ hội của mình được tiếp cận hội nhập với thế giới ngoài kia. Rồi cái lý do thứ hai á mà chị chọn học lớp tiếng Pháp mà ngành luật, đó chính là chị thấy là lớp tiếng Pháp đầu vào và đầu ra tiêu chuẩn, vừa là cơ hội cũng như là vừa là thách thức cho bản thân mà chị muốn chinh phục trong 4 năm đại học. Tại vì các em biết không, khi mà chúng ta vào tiêu chuẩn đầu vào tiếng Pháp, trường sẽ không đòi hỏi các em bất kỳ một cái văn bằng, một cái chứng chỉ tiếng Pháp nào cả. Có thể là, có nghĩa là các bạn không biết tiếng Pháp vẫn có thể vào học được. Và trong ra khi mà các bạn vào học thì trường sẽ bố trí cho các bạn nào mà thuộc lớp, sẽ phân ra hai lớp
một lớp là dành cho các bạn debutant, là các bạn beginner không biết tiếng Pháp, còn một lớp là dành cho các bạn bachelier với tiếng Pháp, có nghĩa là các bạn đã biết tiếng Pháp, đã có văn bằng tiếng Pháp rồi. Thì ở cái lớp debutant này, trường sẽ bố trí cho các bạn học trái buổi, là buổi có thể là buổi chính thì các bạn học như bình thường như các bạn khác, còn buổi phụ thì các bạn sẽ học ngoại ngữ với một cái giảng viên được thỉnh giảng từ đại học sư phạm. Hiện thì chị đang học một thầy tại đại học sư phạm, và thầy cũng đã được đi, nói chung là thầy đã sang nước ngoài rồi, thầy có những cái kinh nghiệm cũng như là kiến thức trong quá trình học thì cũng chia sẻ. Ngoài kiến thức học tập thì là cuộc sống, nó cũng không mang tính học thuật quá, nên là chị cũng cảm thấy là rất là ổn, rất là enjoy ngoài em. Rồi sau đó là, đó là cái lý do thứ hai. Rồi đó là cái tiêu chuẩn đầu vào. Còn cái tiêu chuẩn đầu ra, các em lưu ý nha, nó khá là gắt. Tại vì nếu mà các em muốn tốt nghiệp với cái văn bằng, với cái bằng tốt nghiệp là cử nhân chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp, thì đòi hỏi các bạn phải đáp ứng đủ cả hai điều kiện này. Thứ nhất là phải có cái điểm GPA loại khá trở lên, và thứ hai là cái bằng tiếng Pháp tối thiểu của các em phải là bằng DFB1 tối thiểu, là DFB1. Như lý do thứ ba đó chính là về cơ hội nghề nghiệp. Thì với tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân luật chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp là nghe là nó đã khác khác rồi, đúng không? Mình có thêm mấy cái dòng sau nữa là thấy cũng thích từ đó. Là kiểu em tốt nghiệp tấm bằng đó là em phải nỗ lực dữ lắm em mới có, chứ không phải là em vô lớp đó rồi em ra thì em cũng sẽ được là được công nhận là sinh viên IELTS, được tốt nghiệp trở thành đại học luật, không có đâu. Nên là chị thấy là đó là một cơ hội nghề nghiệp, từ đó nó cũng sẽ mở rộng hơn cho em. Em vừa biết tiếng Anh nè, em vừa biết tiếng Pháp, rồi em đầu tư nhiều thứ hơn nữa về những cái kỹ năng mềm cho bản thân trong quá trình mà các em được học chất lượng cao, được nhà trường đầu tư cho các em rất nhiều thứ, chỉ là các em có biết tận dụng hay không, các em có biết sử dụng 4 năm như thế nào cho đúng cách hay không thôi. Đó, nên là chị, đó là ba lý do chính mà đã khiến chị quyết định là sẽ đăng ký rất là nhanh, trong vòng một buổi chiều là từ hệ đại trà chị đã chuyển sang hệ chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp của trường mình. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ nhiệt tình của chị, và xin lưu ý cho các bạn là để mà vào được lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp thì các bạn cũng phải cần có một cái sự nỗ lực nhất định, và cơ hội đầu ra thì các bạn cũng phải nỗ lực không kém, đó chính là phải tốt nghiệp loại khá, loại khá mới được tốt nghiệp, và cơ hội việc làm của mình đương nhiên là sẽ có kết quả tương xứng với những gì mà mình đã nỗ lực. Thì mình xin hỏi chị một câu là trước khi mà chị vào lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp thì chị đã biết tiếng Pháp hay chưa ạ? Cảm ơn em ha. Thì giống như chị đã nói lúc đầu là chị không hề biết tiếng Pháp, chị cũng không hề biết được cái sự tồn tại của lớp IELTS trong trường đại học luật. Chị có nghĩa là vô trường sẽ học lớp là chuyên ngành luật thôi. Chị cũng không nghĩ là chị sẽ đăng ký chất lượng cao đâu. Để chị đánh giá cái thang điểm tiếng Pháp của chị lúc đó cho các em có thể dễ hình dung, và các em nào mà chưa biết tiếng Pháp thì có thể tự tin đăng ký nha. Đó chính là 0.001%. Nó có một cái số rất lẻ như vậy là bởi vì chị biết được hai cái câu rất là căn bản của tiếng Pháp, và chị thường nghe ba chị nói là bonjour và merci. Bonjour là xin chào, và merci là cảm ơn. Nhưng mà lúc đó chị không có đọc theo phát âm như vậy đâu, chị đọc một tiếng Pháp một cách rất thuần Việt luôn. Bonjour, merci, chỉ biết là như vậy thôi, không có biết những cái âm mà đặc biệt trong tiếng Pháp, mình còn phải tập luyện nó mới ra được. Rồi thì đó là cái câu hỏi chị trả lời cho em, là trước đó chị chưa biết tiếng Pháp là gì hết. Nên là bạn nào á mà có xem clip này mà có cảm thấy là ôi vô lớp sợ, có khi nào có mình không biết tiếng Pháp, ai biết tiếng Pháp không, thì không có nha. Chị bật mí cho các em là hồi đó chị cũng tâm lý y chang các em luôn, nhưng mà khi mà lớp chị tách ra làm hai nhóm á, thì cái nhóm của các bạn beginner các bạn chiếm đa số hơn các bạn kia, và tụi chị học chung với nhau cũng rất là vui, mọi người học giống như là trong lớp á, ba năm cấp ba tụi em là các bạn sẽ gắn bó với nhau suốt 3-4 năm luôn. Nên là chị cảm thấy là chị đã lựa chọn đúng, và chị mong là các em cũng hứng thú tìm hiểu và bắt đầu cơ duyên cũng như là đồng hành cùng tiếng Pháp ha. Thật là bất ngờ phải không các bạn, không cần biết tiếng Pháp vẫn có thể học lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp được, và các bạn sẽ được chia làm hai nhóm để có thể học được
từ căn bản nhất luôn. Vậy thì sau một quá trình học thì chị cảm thấy là tiếng Pháp có khó không ạ? Và chị có thể chia sẻ một số tip nho nhỏ cho các bạn mà có nguyện vọng học lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp để học tốt tiếng Pháp không ạ? Chị đọc được cái thống kê là có khoảng 110, hiện nay thì 150 từ tiếng Việt là được mượn từ tiếng Pháp rồi. Đó, các em thấy không? Chưa gì hết mà các em đã sở hữu 150, khoảng là hơn 100 từ tiếng Pháp rồi. Chỉ là bây giờ chúng ta tìm hiểu sâu hơn thì tiếng Pháp nó sẽ có giống cái nè, giống được. Thì chúng ta tìm hiểu như vậy nó mới với hứng thú mà học, chứ bây giờ chị nói nó giống quá, các em nó hơi giống học làm gì. Nó sẽ có những cái đặc biệt riêng, nên là thôi chị sẽ để dành cho các bạn, chứ chị không có bật mí ở đây, nó sẽ mất thú vị hết. Chị sẽ để cho các bạn tìm hiểu nhiều hơn nha. Ví dụ chị ví dụ những cái từ giống như là cà phê nè, là từ gốc tiếng Pháp. Tiếng Pháp cũng đọc là cà phê. Cái củ cà rốt thì tiếng Pháp cũng đọc là carotte. Rồi cho cái ban công á, thì tiếng Pháp cũng đọc là ban công. Chỉ là một vài cái âm á nó đặc biệt mà chúng ta còn phải luyện, giống như là âm mũi thôi, chứ đọc ra thì nó rất là, nó cũng không khó. Các em học cái căn bản trước thì cái từ nào các em đụng vào các em cũng đọc được. Nên chúng ta không có giống như tiếng Anh thì chúng ta phải sợ từng từ có nhấn âm mời phúc là nhấn âm đúng không, đúng không? Cái stress vậy đó. Cái thứ hai nữa là về tiếng Pháp á, như chị nói thì nó sẽ đọc sao, viết vậy và cũng viết sao, đọc vậy. Đây là các em chú ý nha, nếu mà các em học tiếng Pháp thì các em phải đặc biệt cái ngày đầu tiên không được nghỉ, tại vì ngày đầu tiên là thầy chắc chắn sẽ dạy, thầy cô sẽ dạy cho các em là về cách phát âm, về cách đọc như thế nào, thì các em chỉ cần nắm cái đó là những cái từ sao thì nó có thể dễ dàng hơn. Chỉ là chúng ta sẽ luyện cái giọng điệu cho nó giống người Pháp nữa thôi. Đặc biệt mà chị thấy trong tiếng Pháp thú vị á, nhất có lẽ là số đếm. Tại vì nếu tiếng Anh á, các em sẽ học từ số 1 tới số 100 và tiếp theo nó sẽ có một công thức mình cứ áp dụng vô và mình làm thôi. Còn tiếng Pháp á, nó không có như vậy nha. Nó cũng sẽ có công thức nhưng mà nó chỉ dừng lại ở số 60 thôi. Còn từ cái số 70 đến 100 á, các em phải có một cái tư duy toán học, các em phải rèn luyện nó rất nhanh. Ví dụ như là 60 thì người Pháp người ta ông 70 thì nó sẽ là 60 và 10, 90 thì sẽ là 4 nhân cho 20 cộng 10. Đó, các em nghĩ điều bình thường là nó đã như vậy rồi. Và chúng ta học mà chúng ta sau này chúng ta sẽ nghe một cái giải số tiếng Pháp nữa, bắt buộc là chúng ta phải luyện tập nhiều, rồi tư duy chúng ta sẽ nhanh. Chị thấy nó cũng là một cái thuận lợi là mình vừa nghe bằng tai, mình phải vừa viết để mình tính lại trong đầu là đúng cái con số nào điền vào thì mới có điểm. Đó, nên là luyện như thế thì chị thấy cũng có cái hay để rèn luyện tư duy mình, không chỉ là dừng ở việc học thuật mà còn là tư duy nhạy bén về con số của tiếng Pháp nữa. Thì giống như hồi nãy Quyền Cơ có hỏi chị là về bí quyết, sẽ đưa cho các em một cái outline trước. Đầu tiên á, thì các em muốn học một cái ngôn ngữ là mình phải chọn cho mình một cái phong cách riêng ấy đã. Cái phương pháp học nào mà các em mở cái cuốn sách tiếng Pháp ra, cái bài đọc tiếng Pháp, bài nghe tiếng Pháp, các em hứng thú để các em học, ngồi vào bàn để học. Đó là cái thứ nhất, là các em phải chọn được cho mình một cái cách học, một cái phương pháp riêng cho bản thân. Cái thứ hai á, là về các em học thì tuyệt đối chúng ta đừng học theo cái kiểu mà nghỉ 2-3 ngày, nghỉ 1-2 tuần, nghỉ 1-2 tháng, xong cái một ngày nào đó đẹp trời cảm thấy tâm trạng đi lên, cái hứng lên học từ sáng học tới tối, ngồi hoài trên bàn rồi học không biết bao nhiêu là từ vựng tiếng Pháp. Bình thường không học một từ, hôm nay học được 100 từ tiếng Pháp thì cũng ghê, đúng rồi, chị công nhận là ghê đó, nhớ được đó. Nhưng mà em nghĩ, nhưng mà cái gì đó cũng phải luyện tập mỗi ngày thì em mới nhớ, đúng không? Chứ dồn lại một ngày rồi em học rồi em lại bỏ nữa, em không có một cái sự nhắc lại thì trí nhớ của mình, tại vì mỗi ngày thì nơ rong thần kinh của mình nó sẽ giảm á, nên là nếu mà chúng ta không nhắc lại thì chúng ta sẽ quên thôi. Đặc biệt là cái ngôn ngữ này chị cũng nói là nó cũng hơi đặc biệt, nên là mình cũng còn phải có sự luyện tập và xem lại nhiều hơn. Và cái cuối cùng là học cái gì cũng vậy, không riêng là ngôn ngữ, chúng ta còn phải xem đi xem lại, xem là hôm nay chúng ta học cái gì. Có thể học sáng thì tối dành cỡ 5 phút thôi để chúng ta xem lại là ngữ pháp này dùng sao, rồi đọc lên 1-2 lần, rồi hôm sau vô nói chuyện với bạn, hai đứa trao đổi với nhau. Thì chị nghĩ là tại vì bạn có, các em cũng có nhu cầu học mà, nên là các em đoán nha, cái kiểu mà được người khác đoán mà mình biết á, nó thích lắm. Rồi nhiều khi á, đoán hai đứa nó qua nó lại vậy mà vô đề thi nó lại có nha. Không ngoài mình nhớ lại lâu nữa, nên là các em đừng có ngại nha. Học ngôn ngữ là chúng ta phải nói, đừng ngại, chúng ta sai thì chúng ta mới nhớ. Cái gì cũng vậy á, chị thấy cái gì mà chị càng sai thì chị mới càng nhớ được.
được, hoặc là chị càng quê á thì chị mới càng nhớ được, kiểu như là nó để đời luôn á. Nên là học ngoại ngữ cứ mạnh dạn, cứ nói đại, đừng sợ sai, cứ thoải mái đi, và cứ làm cảm thấy mà các em cảm thấy là thoải mái nhất có thể, và đừng hướng nội nha. Học ngoại ngữ đừng hướng nội, đừng thụ động, đó là chị khuyên thật lòng. Có thể những cái chị chia sẻ là các em đã nghe rồi, nhưng đó là những cái mà nó gọi là nó lắng động nhất, nó tinh túy nhất đối với những người học ngoại ngữ. Mà chị mong là các em sẽ lưu ý, rồi từ đó các em sẽ phát triển hơn, như chị đã nói là phát triển theo thiết kế cho các em một cái phương pháp riêng của mình. Chị mong là các em sẽ chinh phục được một cái ngôn ngữ mới cho bản thân, không chỉ riêng tiếng Pháp mà còn cái ngôn ngữ nào mà các bạn ưa thích ha. Wow, thật là nhiều những cái kiến thức hữu ích phải không các bạn? Tiếng Pháp luôn ngôn ngữ khá là khó, và đặc biệt là mỗi chúng ta đều phải thiết kế ra một cái phong cách riêng để học tập. Và giống như là tiếng Anh hay là tiếng Nhật như vậy thì chúng ta đều phải có những cái phương pháp riêng, ví dụ như là flashcard nè, hoặc là nghe rồi đọc theo. Hoặc là, nhưng mà quan trọng là các bạn phải ứng dụng phương pháp spaced repetition, có nghĩa là lặp lại ngắt quãng. Mỗi ngày chúng ta sẽ học một ít, chứ không nên là giống như là một ngày học quá là nhiều từ thì chúng ta sẽ không thể nào nhớ được. Và cảm ơn chị Vi rất là nhiều về những cái kinh nghiệm mà chị đã học tiếng Pháp chia sẻ cho các bạn.